Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay em và chú karaoke ảnh miền Trung sẽ đưa cả nhà đi tham quan một vòng siêu thị ha. Đây là siêu thị Cấp Mát, thành phố Tuy Hòa. Bây giờ mời cả nhà thẳng tiến vào siêu thị ha. Đây là mình đang đi trên đường, chuẩn bị sắp tới siêu thị rồi. Bây giờ chuẩn bị vào cổng, chuẩn bị mình tới cổng siêu thị ha. Sẽ đi tới siêu thị Cấp Mát nha cả nhà. Thành phố Tuy Hòa. Thành phố Tuy Hòa. Bây giờ hai cô cháu cùng đi ha. Đây là hàng ví dụ các bạn thấy gì khuyến mãi mua 3 tặng 1. Cái gì đây ta? Gì mà đâu có biết. Hàng gì đây mà không biết này. Nha. Đó. Quay hết. Đây nhiều lắm, mua 3 tặng 1. Đây khuyến mãi mua 2 tặng 1. Áo thun á, áo thun mà, áo thun này giá nó nhiều mình đâu có biết, cho người ta mua đỡ. Sibo, 100k ba quần, Sibo. Gì nó bố, gì là nó dơ rồi sao? Dơ. Dơ. Đẹp đây 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 quý này. Quý quý à rồi không đó massage này massage đã không mấy chị massage đã luôn y kèo luôn massage y kèo luôn sao trời đẹp quá đẹp quá đẹp đẹp quá đẹp cái cấp mấy hay là do nó máy ta hay là nó không cho mình quay cái gì vậy hả à? Mình đâu có biết trời đồng hồ này. Đồng hồ đẹp ghê các bạn à, các bạn nhìn coi đồng hồ đẹp quá đẹp luôn à. Mình xin phép rồi mà cháu. Mình xin phép rồi mà. Đồng hồ đẹp quá đẹp các bạn ơi. Chắc có lẽ là mình lấy bông mà mặc xuống à, cháu. À, ý nói xin phép rồi quay. Quay gì vậy? Quay hết trong đây vậy? Dạ, không quay. Có quay trong hồ nha chú. Dạ chú quay sơ qua thì con cho quay. Được, được hả? Bán cho quay trời. Chú không quay hết vậy được. À, xuống quay vậy hả? Rồi, rồi, rồi. Cái gì không biết là nói nghe cho cái đâu quay kỹ không không được ta hả quay chân à đẹp quá đẹp luôn ha đủ thứ luôn không thiếu một cái gì luôn mỹ phẩm diện chú á một cây diện chú ơi khuyến mãi khi khách hàng mua các sản phẩm của gì đây không biết siêu thị rộng lắm không đẹp lắm đây là bờ ly ly chù ly bên này nầu son son nầu
Dạ, một dòng siêu thị. Dòng siêu thị. Cơm này, cơm 28.000 gói của Hàn Quốc này, được lắm không? 28.000 gói, 28.000 gói, 28.000 gói mì Hàn Quốc này, đây 25, đây 24, đây có 8.000 mấy? Đủ rồi, cô trên đây 13.000 gói. 13.700 gói mì 28.000 có thấy không? 28.000 là giá trị đó. Mì gì mày ăn, mì gì ăn cái 3.000 gói sao cho nó bố được. Diện ba diện chú nha, nhớ diện chú. Hoa được nướng, hoa được quá, hoa quá đẹp luôn, hoa quá đẹp luôn chứ. Hoa đẹp quá chú ơi, hoa đẹp quá các bạn ơi. Quay cho các bạn ngắm xem cho nó đã. Thì táo đỏ hạt bí người ta bán đấy anh cháu. Đây giá của nó hạt bí xanh gì đây, năm chục ngàn, mua gì mình 325, không phải đây ăn luôn á, thực phẩm á, nó thuộc về thực phẩm không, cũng như người ta tách gió bỏ lấy cái nhân á người ta bán. Rồi đây khu bên đây khu thực phẩm á, khu thực phẩm mà đều có phải là khu giống má đâu. Bây giờ là quay thịt đùi bò giá nó 269 9 đồng chưa được, chưa này bò giờ nó còn ghế không, bò gì cũng rất là ghế. Đây là chắc cá hồi 849.000 đồng một ký, mực đá đó thì gói kéo luôn. đùi gà chứ, 90.000 đùi mà cho 90.000 ký à, còn cánh thì lại đắt hơn cháu, cánh lại 117.000, cái đùi lại rẻ hơn, cái gì ta, hay là do cái giống gà không à? Thôi mình đâu có đánh đâu. Rồi
thì làm vô đây hết sợ đói không? Đây bây giờ mình lén lấy trái ăn cái mít mình trói này nó giỡn cho không bao giờ ai làm chuyện bậy được. Nó có đi không không hay là quan lý chặt chẽ camera camera thấy từng người thấy từng chút. Giờ mình tới cái chỗ mà nó bán này. Cái hàng nào mà rượu đang chết hồn chứ thấy rượu. Cái con này nó thèm chú. Hàng hóa phong phú á, đủ thứ á. Để dầu ăn chém sữa sữa Vinamilk. Đây nước ngọt Coca-Cola. Đây là dầu gọi. Đây nước rửa tay. Mà sang cái chỗ mà chú tìm mấy năm ra ta hồ chú nhớ nó bán đây là khu quần áo à, khu quần áo này chô rượu chai bầu mấy chục triệu á à. Vườn đẹp lắm á, vườn đẹp 257.000 đồng một quần. Đẹp lắm. Coi mua bộ gì làm áo cho tấp đi. Cái chỗ mà hầu chú thấy họ bán cái hàng mà trong siêu thị rượu bình mà chỗ nào rồi cháu? Cảm ơn nha. Giới thiệu mấy cái hũ rượu á, 20 triệu, 10 triệu, 5 đã lắm. Đây là mình tạm dừng đi tới rồi lấy mình thôi. À, mà đây 12 phút tách nha con. Rồi. Rồi. một lít một to vậy nhiêu em nhiêu tiền hả? Mười mấy triệu và còn thứ nhỏ là 400 triệu.
là rượu sâm hả? Công nhận nó giá trị bổ dưỡng. Cảm ơn em nha. Đó, mấy cái chai rượu đấy chú nói giờ gặp đấy. Anh cảm ơn anh gặp đeo và tẩu. Giờ chú cháu mình vô massage này. Rồi. Vô vô massage. Chú cháu mình vô massage cho nó sung lên. Chứ đỡ không nó mệt lắm rồi. Chứ thiệt chứ ở đây làm dịch vụ đấy mà. Đi vô massage. Massage luôn cho nó khuya nghe. Đi. Vô massage. Massage cho nó đã. Thư giãn. Xin chào. Cái mình nó giờ nó nhiêu? Dạ hai cái con tôi bán sản phẩm. Hả? Giờ là có cái ghế ở bên đó kia phải bỏ tiền vô chú. Kia hả? Dạ đây ghế đấy, ghế đó bỏ tiền vô. À mình bỏ mình lơ lên mình không biết là hỏi. Đây qua hai chú cháu massage. Bỏ tiền vô massage. Đi chú vui không? Được chú review cho nên chú đi nhà được quá. Có đứng nha. Chú đứng im ấy. Vàng ngọc kim cương châu béo ngọc ngà đây các bạn. Đẹp quá. Quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Đồ trang sức đẹp quá. Quá đẹp luôn. Ánh miền Trung bị mỏi mệt quá. Giờ massage cho nó khỏe các bạn. Nó khỏe. Rồi bỏ xuống đây con, bỏ xuống đây. Bỏ xuống. Rồi. Rồi con cầm này. Con cầm mình chú đút tiền vô cái rồi con. Chị ngầu nó đã lắm, nó khỏe.
Rồi mình đút tiền vô trong ghế này ha. À, nó tự nó đây là quay tự động hết nè. Dạ. Rồi nó chạy lên mấy phút mình cầm mấy phút á. Dạ. Đó. Nhét đâu. Con vô. Con không biết nữa. Đút nào vô vậy? Đút xe nào vô nè. Chỗ đây thế nào? Không phải nè, cái chỗ này không? Nó kêu bả gì đó bị sai. Không bị sai, bỏ đi không? À, vậy á. Đâu? 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 Nó quẳng chạy ra thấy không chú? Ờ, đợi 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 thấy vậy mà cháu mà còn biết thằng chú. Rồi, còn leo lên. Chạy mấy phút, 6 phút. Chú vô, chú vô, chú vô. Đó. Đó, nó dạ. Nó đang massage cho cháu. Rồi. Để bật cái điện thoại lên. Dạ. Cho Ngọc Đan nha, Ngọc Đan phí. Anh ấy, hai chú cháu đi mệt lắm. Nó phía sao? Nó rung không? Dạ. Điện thoại rồi. Cho thư giãn cháu nha. Đi là chú Ánh. Bên kia cũng có mấy bạn nhu cầu massage, mấy chị phụ nữ nằm thư giãn coi như im quá nhắm mắt ngủ hết rồi. Có Ngọc Đan còn cười khì khì chứ còn mấy chị đấy ngủ hết rồi. Nó bóp ngon con, nó đánh bóp ngon lắm. Nó bóp ngon bóp. Được 6 phút mà. Ở đây mới hồi nãy giờ chạy cháu coi như nó hết nó dừng liền rồi chứ nó đâu có cho nữa đâu. Nó đúng cái số tiền thì nó đứng lại chứ nó đâu có cho. 4 phút rồi sao á? 4 phút rồi. Lưu ý không thích hợp phụ nữ đang mang thai và trẻ em dưới 12 tuổi. Mấy không nhận tiền quá cũ, nó không chơi nó lòi ra. Cần duỗi tháng tiền trước khi đưa vào máy. Khi gỡ gặp sự cố vui lòng liên hệ. À thấy không? Điện thoại đấy. Xin cảm ơn quý khách. Mới có 4 phút à, còn 2 phút nữa. Rồi tao chú nha. Ồ, đây hôm nay đâu có biết không? Nghe nói chứ không biết. Cô là gì trong đây? Quản lý. Quản lý à, còn ship rồi hả? Cho ông chú ăn với. Chọc mấy em bé giờ. À, lên YouTube nha. À, tới bia biểu mẹ mở cho con coi con ngồi ăn mì. Được không? Được không? Ăn mì chôm. Dễ thương quá. Chắc đủ à. Đủ chưa à? Đủ, chắc đủ nó hết đánh nó, hết đánh. Còn không? Hết rồi chứ còn nữa. Hết rồi. Hết đúng không? Đúng rồi, nó đúng nhiều em không?